Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chỉ tiết. Tại phần xét hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB, về những lần đưa tiền cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, Bị cáo Văn này khai 4 lần đưa tiền cho bị cáo Nhàn với tổng 5,2 triệu đô la Mỹ. Theo đó, ngày 22 tháng 3 năm 2018, Văn đưa cho Đỗ Thị Nhàn 200.000 đô la Mỹ tại phòng làm việc. Tháng 10 năm 2018, Văn cùng Nguyễn Nam Tuấn lái xe đến nhà riêng của Đỗ Thanh Nhàn tại Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đưa 2 triệu đô la Mỹ. Vài ngày sau, Văn tiếp tục đến nhà Đỗ Thị Nhàn đưa 2 triệu đô la Mỹ. Cuối năm 2018, Văn cùng Tuấn tiếp tục đến nhà Đỗ Thị Nhàn đưa thêm 1 triệu đô la Mỹ. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn khai bị cáo đã bốn lần đưa hối lộ cho bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Mỗi lần đưa hối lộ, bị cáo đều gọi cho Đỗ Thị Nhàn và qua nhà riêng của Đỗ Thị Nhàn nói là quà chị Lan gửi, chị nhận giúp em. Chị Nhàn trả lời, ừ, chú cứ để đấy. Luật sư hỏi bị cáo Văn là trong bốn lần đưa hối lộ cho bị cáo Nhàn, có lần nào bị cáo không gặp trực tiếp bị cáo Nhàn không? Bị cáo Văn nói có một lần qua nhà và không gặp trực tiếp bị cáo Nhàn. Sau đó bị cáo gọi điện cho bị cáo Nhàn và được bị cáo Nhàn cho password nhà của bị cáo Nhàn bị cáo nhập bắt và mang thùng xốp có đựng tiền để vào trong nhà bị cáo nhàn. Sau lời khai này của bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, chủ tọa phiên tòa đã hỏi lại bị cáo Văn là lần thứ mấy bị cáo đưa hối lộ thì không gặp bị cáo nhàn và được cho bắt nhà riêng. Bị cáo Văn trả lời là lần thứ ba. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn còn khai thêm, ban đầu làm việc với bị cáo nhàn chỉ trao đổi công việc. Trước đó tại phiên xử hôm 11 tháng 3, đại diện viện kiểm sát hỏi bị cáo Đỗ Thị Nhàn về vai trò của bị cáo Trương Mỹ Lan tại ngân hàng SCB. Bị cáo Nhàn cho rằng lúc đầu nghĩ bị cáo Lan là khách hàng lớn của SCB, chủ đầu tư của SCB. Lúc bị bắt và làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra mới biết vai trò chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát rất lớn tại SCB. Bị cáo Đỗ Thị Nhàn khai gặp bị cáo Lan theo yêu cầu của Võ Tấn Hoàng Văn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng SCB đề nghị bị cáo Lan bán bớt tài sản để trả nợ cho ngân hàng. Hội đồng xét xử hỏi, khi ban hành kết luận thanh tra, bị cáo Nhàn đã bàn bạc và gặp bị cáo Trương Mỹ Lan bao nhiêu lần? Trả lời bị cáo Nhàn nói gặp hai lần và trong cuộc gặp không trao đổi với bị cáo Trương Mỹ Lan gì về nội dung không đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt. Bị cáo Nhàn nói tiếp, bản thân mình nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn là hoàn toàn thụ động, nhận tiền xong nhưng chưa dùng đến và nhiều lần liên hệ với bị cáo Văn để trả lại nhưng không được. Trước ý kiến này, chủ tọa ngắt lời cho rằng bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn nhờ bị cáo đi gặp Trương Mỹ Lan thì chứng tỏ bị cáo biết rõ vai trò, vị trí của bị cáo Trương Mỹ Lan tại SCB. Về lời khai bị cáo nhàn cho rằng nhận 4 lần tổng cộng 5,2 triệu đô la Mỹ nhưng thụ động, vị chủ tọa gay gắt, nhận tiền 4 lần mà sao thụ động. Nếu không có ý thức nhận thì nhận lần đầu rồi đem trả, sau vẫn nhận thêm những lần khác nữa. Chủ tọa nói thêm, bị cáo nhận tiền từ người của SCB tới 4 lần, với tổng số tiền lên tới 5,2 triệu đô la Mỹ thì khác so với những bị cáo khác. Tuần đầu tiên của phiên xét xử vụ án Vạn Thành Phát, Trương Mỹ Lan, thủ đoạn rút ruột ngân hàng SCB cùng vai trò chi phối của bà Lan dần được phơi bày qua cáo trạng và lời khai từ các bị cáo. Trước tòa, 79 trên 86 bị cáo, 5 người đang bỏ trốn, thừa nhận cáo trạng truy tố của Viện Kiểm sát là đúng pháp luật. Nhiều bị cáo đã trần tình về vi phạm bắt nguồn từ niềm tin tuyệt đối vào bà Trương Mỹ Lan, dẫn đến chuỗi hành vi phạm tội liên tiếp. Theo cáo trạng năm 2011, khi chính phủ chủ trương sắp nhập tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém là SCB, Việt Nam Tín Nghĩa và Đệ Nhất, những ngân hàng mất thanh khoản do quản trị thiếu hiệu quả đã tự nguyện hợp nhất. Lúc này, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thành Phát Trương Mỹ Lan đã là bà chủ đứng sau hai ngân hàng SCB cũ và Việt Nam Tín Nghĩa, quyết định thu gom hết cổ phần của ngân hàng đệ nhất. Ngày 1 tháng 1 năm 2012, SCB trở thành ngân hàng tư nhân có tổng tài sản lớn nhất, chỉ đứng sau 4 ngân hàng vốn nhà nước là Vietcombank, BIDV, Băng, Agribank. Sau sắp nhập, bà Lan chủ trương sử dụng thân tín và thuê người đứng tên để thu gom 86% cổ phần SCB đến năm 2018, tỷ lệ trên nâng lên 91%, đồng nghĩa việc Chủ tịch Vạn Thành Phát Trương Mỹ Lan chi phối mọi hoạt động của ngân hàng. Bằng thủ đoạn lập khống hồ sơ cho vay giải ngân, bà Lan đã vay tổng cộng hơn 1 triệu tỷ đồng của SCB, gấp 100 lần vốn điều lệ của ngân hàng khi mới sáp nhập là 10.584 tỷ đồng. Viện Kiểm sát cho rằng bà Lan nắm trong tay hơn 3 phần tư của phần SCB dễ dàng sắp đặt toàn bộ nhân sự lãnh đạo ngân hàng ba đời chủ tịch SCB gồm Nguyễn Thị Thu Sương 2012-2013, Đinh Văn Thành 2014-2020, Bùi Anh Dũng 2020-2022 đều do bà này dựng lên. Khi có nhu cầu vay tiền bà Lan đồng thời ra lệnh cho những thân tín tại Vạn Thành Phát tiến hành thủ tục và SCB hợp thức hóa hồ sơ. Viện kiểm sát xác định 11 bị cáo nhận lệnh trực tiếp từ bà Lan có vai trò đồng phạm giúp sức chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng từ SCB. Sau khi nhận chỉ thị, băng điều hành triển khai cho quản lý các chi nhánh phòng ban nghiệp vụ lập hồ sơ nâng khống giá tài sản đảm bảo, duyệt khoản vay cho nhóm Vạn Thịnh Phát, hầu hết được giải ngân trước, hoàn thiện giấy tờ sau. Phối hợp trực tiếp với ekip SCB là nhóm nhân sự chủ chốt tại các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát với vai trò quản lý các công ty ma thuê cá nhân đứng tên lập phương án kinh doanh ảo, thổi giá thẩm định tài sản để vay vốn. Theo cáo trạng, từ khi ngân hàng hợp nhất năm 2012 đến lúc vụ án bị khởi tố vào tháng 10 năm 2022, bà Lan đã chỉ đạo giải ngân 2.527 khoản vay ở SCB. Bình quân, mỗi hồ sơ có dư nợ hơn 422 tỷ đồng. Trong hơn 10 năm, SCB luôn thuộc nhóm ngân hàng chào mời lãi suất tiết kiệm cao nhất Việt Nam. Do đó, tỷ lệ tăng trưởng tiền gửi tại ngân hàng này thường tương đương hoặc cao hơn mức bình quân của toàn ngành ngân hàng. Thu hút được nhiều người gửi tiền, nhưng SCB dành hơn 93% tổng ngân sách cho vay chỉ để phục vụ yêu cầu của bà Trương Mỹ Lan. Cáo trạng nêu, mỗi khi đến hàng trả nợ, bà Lan lại tiếp tục tạo lập những khoản vay mới để tất toán nợ cũ, song song với phục vụ các nhu cầu khác. Đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, nhóm khách hàng liên quan Bà Lan có 1.284 khoản vay với dư nợ gốc 483.971 tỷ đồng, tương đương gần 377 tỷ mỗi hồ sơ tín dụng. Hơn 85% trong số này là các khoản vay được lập sau năm 2018. Toàn bộ hồ sơ của nhóm Vạn Thịnh Phát tại SCB trên giấy tờ đều tuân thủ nguyên tắc giá trị tài sản đảm bảo lớn hơn số tiền cho vay, nhưng kết quả thẩm định sau cùng trong quá trình điều tra kết luận. Chỉ 520 trong 1.166 mã tài sản, đảm bảo đủ điều kiện pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản vay liên quan nhóm Vạn Thịnh Phát. Tổng giá trị hơn 179.000 tỷ đồng, tương đương 37% dư nợ gốc đã được giải ngân cho bà Lan. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 483.971 tỷ đồng. Phần chênh lệch còn lại với dư nợ gốc hơn 304.000 tỷ đồng được viện kiểm sát xác định là số tiền bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB. Phần nợ gốc này còn phát sinh hơn 193.000 tỷ đồng tiền lãi, được cáo trạng xem là thiệt hại bà Lan gây ra cho SCB vì không thể thu hồi sau khi vụ án khởi tố. Tại tòa, các bị cáo đều mong muốn được khắc phục hậu quả. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan đồng ý ủy quyền cho Ngân hàng Nhà nước xử lý số cổ phần của mình ở SCB và đưa 13 tài sản khác ngoài danh mục tài sản đã kê biên, phong tỏa để khắc phục hậu quả vụ án. Đồng thời, bị cáo Lan cũng có nguyện vọng chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Trí hoàn trả cho mình. Số tiền được xác định do bị cáo Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt của bị cáo Lan để đưa vào ngân hàng SCB nhằm khắc phục thiệt hại. Trong 80 bị cáo được xét hỏi tại tòa trong tuần đầu xét xử, bà Trương Mỹ Lan là người duy nhất phủ nhận mọi cáo buộc dẫn đến 3 tội danh bị truy tố gồm tham ô tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và đưa hối lộ.